giới thiệu đến các anh em hai con máy mà sang băng rất là ngon. Đây là chép copy từ A qua B, hai con dòng máy lớn của Sony. Đó là CTWR 990 này, và một con đời sau cùng có đôi PS đó là SRB CT 3W. Những con máy này được gia công rất là tốt, mạch cũng làm rất là kỹ lưỡng. Con CT3W này là nó có rất là nhiều chức năng rất là hay. Chức năng quan trọng nhất mà mình thích đó là có chức năng auto bias calibration cho từng hộp băng nè. Chức năng thứ hai nữa là bit control thì mình không dùng tới. Nó có những chế độ ghi băng rất nhanh chậm và nhiều cái chức năng gì lên tinh nhiều lắm, nó tùm lum lúc đó. Mình chép, mình lấy tiếng tính băng nha của băng B này. Đây là mình lấy cái bài đó, nó đang chạy đấy. Nó đang lấy bài bên đó. Băng bên này thì không có. Nó ba motor, con này là ba motor cửa điện rất là ngon. Rồi nó lấy xong rồi nè, bát đã xong. Chúng ta bấm cái sang băng nhanh về chất lượng thế nào nhé. Nhanh nó có hai này, hai nọc man này, hoặc là ghi bên ngoài A cộng B luôn. Nó nhìn lúc này 10 chạy nhé. Với tốc độ nhanh ta nghe lại nhé, nghe lại cái bản gốc với lại bản copy nó đạt ở mức như thế nào. Ok, chúng ta nghe bản copy trước nhé. Đêm bao lá vàng đốt thư tình, với mây trời xa ta nghe lại bản gốc nhé. Đêm bao lá vàng đốt thư tình, với mây trời xa dịu bước em đi. Nước mắt chìm theo sóng rượu phân. Nghe bản copy này. Nước mắt chìm theo sóng rượu phân, lỡ mê lùa gấm đành quên ước thề. Áo hồng nâng nhẹ xin đừng ngại buồn. Tiếng rất là hay, con này tiếng Pháp cũng hay, chắc là do cái con này nó sản xuất đời sau này rồi nên là nó tối ưu hóa về mặt thiết kế và lại linh kiện nên là tiếng khá tốt, nghe không cũng hay nữa chứ chưa nói là ghi. Con này nó có một cái chế độ gọi là auto red level luôn, nếu anh nào mà ghi tín hiệu ngoài á mình không cần phải chỉnh cái này đâu. Cái này nó cái này này, mình bấm cái này phát là nó sẽ chạy tự chạy tự lái luôn cái tốc cái mức độ âm lượng luôn. Bây giờ mình thử con dưới nha, thử xem hai con này con nào phát tốt hơn, con nào ghi tốt hơn. Con trên thì ghi quá tốt rồi, phần lớn thì những con mà loại đầu từ với loại này á, là nó về sai tốc,
mình đã căn chỉnh hết chuẩn tốc độ hết rồi, nhưng mà những anh em nào mua bên ngoài cho những cái anh những người khác bán á, thì chắc chắn là sẽ sai tốc, không thể nào không sai được. Nó tại vì nó dùng motor Bell chứ nó không có dùng motor direct, cho nên là khả năng sai tốc gần như là 89%. Với những cái máy nào mà anh em nào may mắn lắm mà gặp con nó không bị sai tốc, mình đã gặp bao nhiêu con rồi mình biết. Mình chỉ có dắt à. Chắc mới biết được. Con này là hàng 990 thì nó có tiếng. Mình cũng nó có bias nhưng mà đằng này là không có cái bias auto lái bias như là con trên. Con này thì nó là bias bằng tay, có nghĩa là anh em nào ghi mà khi nghe lại tiếng nó không đạt dãy cao thì phải ngược kim đồng hồ xíu, còn không có thì thuận kim đồng hồ thì nó dãy trầm nó nhiều hơn đấy. Nó có bias bằng tay chứ nó không có bias automatic. Và con này cũng là con lớn của Sony rồi. Nó lại có thêm chức năng là auto red level để sẵn ở đây luôn, chả thấy gì ban đêm thui thui. Bật cái đèn này đấy, auto red level. Con này thì nút tùm lum, chúng tôi rất là nút ngon vì dài thời gian quá. Giờ mình bấm memory đi, chút nữa mình dễ xử. Bấm ghi tốc độ nhanh luôn nhé. Ok, anh em nghe lại thử. Bản này là bản copy bên này, bản gốc bên này ha. Tua lại đi. À, nghe bản copy trước đi. Nghe bằng gốc nhé. Lỡ mê lùa gấm đành quên áo hồng nắng nhẹ xin đừng ngại bừa. Ghi tốc độ nhanh mà âm thanh chuẩn quá trời hay. Tốc độ của bốn học băng này là chuẩn hết theo chuẩn 4.76 hết nha, không không có sai lệch đâu. À, đây là cái băng vừa copy xong rất chuẩn, còn băng gốc kia để duyên tình mới đẹp như phút xin cảm ơn. đầu.